Rồi, hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình về quê miền Tây. Chắc có nhiều bạn không biết cái con ổ chim hút mật à. Hôm nay để mình ra mình thăm, phát hiện ba ổ hút mật ở sau vườn nhà mình, để cho mấy bạn biết nó kiểu làm sao nha. Rồi giờ mình đi ra vườn nha. Rồi đi thôi, sẽ xách theo cái ghế. Hôm nay miền Tây đang chuyển mưa nha, trong gió tơi bời luôn, quá trời luôn này nha, đen thui luôn, trời u ám lắm, gió nhiều, gió rất là nhiều luôn. Về nay mấy ngày rồi bẫy được số chim, giờ mình phát hiện được ba ổ, dẫn các bạn đi vô thăm nha. Nó chim mẹ về đó, nó thấy mình vô là nó quay lại, nó ấy đi vô đây thăm. Đây là ổ hút mật, mình nghĩ là năm màu á. Cây này kiến nhiều lắm nha, thường mấy con chim này nó làm ổ mấy cái cây mà có kiến vàng nhiều á, tặng cho đừng có rắn hoặc là chuột leo lên á, hay là quá trời kiến luôn nè. Giờ mà leo lên mà lấy thăm cái ổ này hơi bị cực á. Đây nè, ba ổ rồi đó, ổ hút mật đấy các bạn thấy không. Mình thu gần vậy cho nè, ổ nó nè, đây ổ, ở đây bên đây ổ nè, đó đó đó, nó làm gì đó rất là cao nha, cao cho trên đọt cây bản cầu mà cao nhất là nó làm cao nhất luôn. Còn một ổ là bên kia, đây đây đó, một cây giờ làm ba ổ luôn. Hồi trưa là mình phát hiện nó đã chui vô cái ổ này nè, không biết có đẻ trứng hay đẻ con rồi. Vậy mình kéo xuống cái tiếng nghe nhiều quá, mình thấy trời mưa quá. Ồ rồi, các bạn cứ theo dõi mình đây. Giờ leo lên, tại vì có mình á, thành ra bắt cái ghế kỹ kỹ leo lên hơi khó quay một xíu. Cái đại kiến nhiều quá, kiến nhiều quá đó. Rồi coi thử cái ổ này có con không nha, hy vọng này sẽ có con trứng dựng được. Ghế này thấp. Chợ hư ổ nó thôi. Để thật cái họ lên trên đi chứ. Ai có mấy người thấy được không? Cái ổ hút mật. Khó cao quá, kiếm nhiều quá không thấy được. Thò tay thử cái. Nó con mẹ nó kêu. Chưa có trứng, nó mới làm mà. Cái ổ kia chắc có con có trứng nhưng mà nó cao quá, không thể nào lấy được. Cái ổ này gần nè. Nó con chim mẹ nó kêu đó, thì thấy không? Con chim mẹ nó kêu, nó thấy mình lấy ổ đó. Nó bay vậy đó. Cao quá, chưa có đẻ trứng. Vô đi. Cha hồi nãy cũng muốn nghe cái gì đó kêu là được. Chi hút mật thì nó bên kia kìa, nó thấy mình làm ổ đó. Thấy mình đụng ổ đó nó kêu á. Đây là ổ hút mật đó. Cây này nó làm được ba ổ luôn. Mà cái ổ này hồi trưa thấy nó chui ra vô hai lần rồi, mà ba lần luôn, ba lần mình thấy để ý rồi mà nó chưa đẻ. Nó làm ổ kỹ khéo ghê, cái lá bán cầu che bít vô cái lỗ hay không, nó sắp sửa đẻ thôi chứ chưa đẻ trứng đó. Ở đây toàn là vườn không à,
xanh quanh là vườn chanh, bưởi, dừa các kiểu. Khu này chim hút mật cũng nhiều, nhưng mà nhiều nhất là chim đầu đỏ. Đầu đỏ rất là nhiều luôn. Nếu mà đi chịu khó đi bẫy khoảng nửa ngày có thể là 20-30 con bình thường. Rồi. Đó, ổ đó, ba ổ đó. Nhưng mà thò tay vô không có trứng thôi. Chưa đẻ. Có một ổ à. Ba cái luôn. Thôi vậy thôi. Ừ, thôi dành cho các bạn, cho các bạn coi cái ổ hút mật nó là như thế đấy. Bây giờ mình trời tối rồi, thôi không cũng chào các bạn nhé. Ai thấy kênh của mình hay thì cứ follow cho mình để mình tiếp tục làm những clip tiếp theo để theo dõi chim hút mật đẻ nha. Với lại chim đầu đỏ bẫy ở dưới này. Rồi, chào các bạn nhé.